Sáng nay xin được chào mừng toàn thưa quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tôi Tuổi Teen. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình của chúng tôi rất hân hạnh được sự tài trợ độc quyền của ứng dụng học tập Kiến Guru. Thưa quý vị, chúng ta đã xem rất là nhiều những chương trình dành cho giải trí nè, rồi dành cho kiến thức, nhưng mà rất là ít có những chương trình có thể chia sẻ được tâm lý hay là những lời thắc mắc của những bạn tuổi teen. Làm sao để cho các bạn tìm ra được những cái câu trả lời đúng nhất cho những sự thắc mắc đầu đời của mình khi các bạn bắt đầu bước qua một cái ngưỡng mới để trở thành người lớn, thì đó là cái nhiệm vụ của chúng tôi. Và đến với mỗi một chương trình, chúng ta sẽ có hai vị khách mời sẽ cùng đồng hành với hai đội để có thể chia sẻ gần gũi hơn với các mẹ và các bé. Thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một cặp kỳ phùng địch thủ, đó là Lâm Vi Dạ và Anh Đức. Tự giới thiệu em. Dạ em già lắm rồi, em bình tĩnh lại. Chương trình Tôi Tuổi Teen thôi, là người ta tuổi teen chứ không phải em, bình tĩnh lại. Ủa vậy hả? Trời ơi, em đâu biết, em tưởng là em nên mặc đồ tuổi teen. Đồ tuổi teen gì kỳ vậy? Giống áo len bà ngoại tôi không? Kỳ quá, ta nữ sinh bướng bỉnh mà. Rồi, dạ chào khán giả đi em. Dạ em xin chào quý vị khán giả. Em là Lâm Vi Dạ. Nay em muốn được trở về cái thời tuổi teen. Mặc dù em là tuổi chi rồi. Mà tuổi thật em là tuổi chị. À tuổi chị. Rồi tới bên này đi. Hôm nay tới đây không phải là tuổi teen như dạ. Dạ ơi em phải trưởng thành lên. Phải trưởng thành, mình lúc nào cũng phải mang tâm thế của một người trưởng thành. Mấy nha, người dạ. Mà không có gia đình mạnh miệng quá. Trời ơi, thấy chưa, người ta hai đứa con rồi đôi bản khi... thân mình ế chải, ế sình ra. Không phải, đôi khi mình trưởng thành quá thì mình có những cái suy nghĩ nó bị cằn cõi già nua quá. Anh hỏi cái câu y như nãy anh hỏi em đi. Câu gì quá anh ơi? Đây là chương trình người ta tuổi teen, chứ các bạn tuổi teen bằng đừng làm ra dễ đáng yêu không. Mình đang cố để tỏ ra mình là chín chắn chững chạc đó. Chán ghê vậy hai con người này. Bữa nay ráng hòa thuận nhau một bữa, nói chuyện với mấy cháu cho nó nể mình coi. Khóc. Hả? Vậy về đi em. À không, anh ý em nói là chứ em vô chương trình mong hợp tác em tới đèn chi. Thiệt tình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hai cặp chính của chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu mẹ Mỹ Quý và bé Tina. Và cặp thứ hai là mẹ Diễm Thảo và bé Diễm Quỳnh. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với nhau một tí nhé. Mời bạn Diễm Quỳnh trước nào. Dạ, con chào mọi người. Con tên là Diễm Quỳnh. Năm nay con học lớp 11 ở trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thương Hiền. Rồi, xin mời mẹ nè. Mình là Diễm Thảo, là mẹ của Diễm Quỳnh. Mình là dược. Dược sĩ hả chị? Dạ vâng. Rồi, bây giờ thì mình đến với lại bé Tina. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em là Tina và em năm nay học lớp 12 của trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh quận 1. Mấy mẹ. Dạ, mình là Mỹ Quý, hiện tại là kinh doanh về nghệ thuật, như là sản xuất âm nhạc cho bé. Ồ, sản xuất âm nhạc. Bé đang đi hát hả? Dạ, em là một ca sĩ tự do. Là sau này là mình sẽ theo đuổi công việc làm ca sĩ chuyên nghiệp đúng không? Dạ, nhưng mà đó chỉ là một phần thôi. Em muốn học quản trị kinh doanh và sẽ là một nhà sản xuất âm nhạc. Bởi vì em nghĩ là thích nghệ thuật thì mình nên kinh doanh theo cái hướng của nghệ thuật. Theo hướng kinh doanh nó sẽ tốt hơn là làm một người nghệ sĩ không? Có biết chơi nhạc cụ gì không? Dạ có, em có theo đuổi guitar. Nhưng mà cái câu vừa rồi em nói là em muốn làm một nhà kinh doanh nghệ thuật hơn là chỉ là dừng lại ở một nghệ sĩ. Thì cái câu nói đó nó đến từ lý trí hay là cảm xúc nè? Em nghĩ là theo lý trí. Về cảm xúc em muốn là trở thành gì? Em thích làm ca sĩ hơn. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau warm up, làm nóng cơ thể lên với một trò chơi. Và nếu như quý vị và các bạn không muốn bỏ lỡ bất cứ một phút giây thú vị nào của chương trình, và hãy quay trở lại với chúng tôi sau vài phút giây lao với phần Teen chơi vui nhé. Quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình Tôi Tuổi Teen. Vâng, thưa quý vị, và sau phần giới thiệu thì bây giờ họ sẽ bước vào cuộc chơi của mình. Đây là một trò chơi rất là đơn giản, nó giống như là mình đi hội chợ hoa xuân vậy đó. À, có quà thưởng không anh? Dĩ nhiên là phải có quà thưởng rồi. Quà thưởng là anh Đức nha.
Trong trò chơi này, con dùng đũa gấp và thả để banh rơi vào rổ. Mẹ tung xúc xắc để chọn mặt. Khách mời ném banh chạm đúng mặt xúc xắc mẹ đã chọn. Mỗi quả banh ném chính xác sẽ được 100 điểm. Bây giờ mình cử hai đại diện ra quảnh tù xì qua chơi trước nè. Dạ, mời mẹ. Dạ, mời hai mẹ. Chuẩn bị nha. Ai thua là sẽ chơi trước. Tại vì chơi trước thì cái người còn lại sẽ học kinh nghiệm để chơi ha. 1, 2, 3. Rồi, thua rồi. Chơi trước. Đội Vĩ Dạ chơi trước. Rồi, mình đứng xem, mình đứng xem. Và 3 phút chơi đội xanh lá cây. Bắt đầu, con làm trước. Chỉ cầm xí ngầu lên đi. Đặt xin nào, mặt nào. Anh Đức. Anh Đức cho quý vị mặc anh Đức nha. Dạ, thưa quý vị, dạ, em xin phép được chọn với mặt anh Đức. Tự chỗ cho mặt em, tự chỗ cho mặt em. Chỗ cho mặt của tôi. Đúng rồi, tiếp. Mặt giận, mặt giận. Hộp, 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 tiếp, tiếp, tiếp. Mặt Đức, mặt Đức. Mặt cười, mặt cười. Coi như dính, nó nhúc nhích rồi, nó nhúc nhích rồi. Tiếp, 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 tiếp. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Đúng vừa, đúng vừa. Trời ơi, đúng vừa, chết đúng vừa rồi. Trời ơi, hộp. Hộp, 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 hộp nha. Chọn mặt tôi nữa. Đặt chết, chết. Chính chưa? Không, không giờ. Em không nhớ, không cho anh nè. Ôi, độ ta không độ nè. Giận, mặt giận. Giận. Trời, chết, chết. Dạ, đúng rồi, dạ. Chết dạ, trời vô mặt mình đi. Tiếp luôn, tiếp luôn. Đợi xíu. Thời gian vẫn còn. Mặt tôi nữa, sao ai chọn tôi hoài vậy? Nè, độ nè. Không được nè. Ý, nữa hả? Trời, thử thách quá vậy. Mẹ qua gấp, mẹ qua gấp, con qua chổi. Mẹ gấp. Mặt chu mỏ. Chu mỏ, chu mỏ. Hôn, hôn, hôn. Selfie, selfie. Hôn một tí. Ông dễ, ông nhỏ dễ. Nhắm kỹ ghê, nhỏ nhắm không liên quan gì luôn. Tiếp con. Anh Đức, anh Đức. Ừ, cái mỏ chu mỏ. Trời ơi, vô anh Đức rồi. Thôi đổi đi, hỏi mẹ vô chổi đi con. Nhanh như chậm một nhịp hay gì á. Dạ. Vô mặt em nữa dạ. Hay quá. 5, 4, 3, mặt cười, mặt cười. 2, 1, không dính, không dính, không dính. Thưa quý vị, theo phần thống kê vừa rồi, điểm số của đội Vĩ Dạ là 6 điểm, xin chúc mừng. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ sẽ là phần thi của đội Anh Đức và bé Tina. Bắt đầu. Trời ơi, đúng vậy. Mặt tôi, mặt tôi. Lấy sao mặt anh hột, chạy mà hột. Lột có cái mặt này. Trời ơi, thử liền cái mặt mình. Tự chọi vô mặt mình nè. Vô, vô. Chết luôn vừa. Hộp. Cho lại. Chú mỏ kìa. Cậu dở luôn dạ luôn. Thiệt luôn á. Cười, cười nè. Á, ăn dạ đây. Trời ơi, trời vô dạ. Dạ mặt em. Cười, mặt cười luôn, mặt cười luôn. Cậu dở ẹ. Trời ơi, trời dở. Mẹ vô liền, mẹ vô liền. Mẹ vô liền, nhìn đi. Rồi, dở mặt. Anh Đức kìa, anh Đức kìa. Vĩ Dạ, để em chọn cho. Em chọn cho Vĩ Dạ nè. Ủa gì vậy? Trời. Cái gì có mục tiêu chọi đã đó. Chọi nè con. Đi nè, chọi con. Vĩ Dạ, Vĩ Dạ đây, chú chọi cho. Trời ơi. Anh sao vậy Thành? Anh sao vậy Thành? Chọi, chọi, chọi liền con. Hay quá anh nè. Chọi có lực quá anh. Mặt quạo, mặt quạo. Đó, vô. Hay quá. Tới Đức chọi, đổ ra Đức chọi. Mặt quạo. Mặt giận. Nè.
Go. Anh nước tiếp. Chút. Lẹ. Năm. Sau một thời gian chơi với những cú chọi tệ không thể tệ hơn thì đội của anh Đức hiện nay có số điểm là 8 điểm. Như vậy là đội thắng sẽ nhận được 600 điểm đầu tiên của mình, tương đương với. Và xin chúc mừng cho đội anh Đức và Bettina. Quý vị và các bạn thân mến, và khép lại vòng thi tin chơi vui đây. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai, phần tin học chất. Quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình Tôi Tuổi Teen. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần tin học chất. Chúng ta sẽ có 4 câu hỏi, mỗi câu hỏi có giá trị là 1.600 điểm. Và thưa quý vị, trong lúc các bé tham gia trả lời câu hỏi thì chúng ta cũng sẽ có cơ hội cùng tham gia chung với các bé cho thật vui với chương trình Live Quiz cuối tuần. Đầu tiên là chúng ta hãy tải ứng dụng học tập của Kiến Guru về máy điện thoại của mình và vừa xem chương trình, chúng ta sẽ vừa trả lời trên ứng dụng của Kiến Guru. Và quý vị và các bạn sẽ có cơ hội nhận được rất là nhiều những phần thưởng giá trị. Hãy cùng tham gia với chúng tôi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nhờ hai đội trưởng bấm chuông. Đội trưởng bấm chuông. Em làm cái gì mà em hấp tấp dữ vậy dạ? Thưa quý vị, bấm chuông sẽ bị mất lượt trả lời. Đúng rồi. Thầy thua đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái lượt chơi của Bettina trước nha. Anh mời em chọn câu hỏi nè. Dạ, câu số 3. Chúng ta xem một cái clip nha. Trong số tất cả các nhà thám hiểm đã bị bắt giữ thì ta thấy ngươi là một người thông minh nhất, sáng sủa nhất. Thì có thể giúp ta mở chiếc ổ khóa này. Ghê chưa? Đây chính là chiếc ổ khóa cất giữ tất cả kho báu mà tổ tiên đã để lại cho ta. Có bị liệt không? Dạ không. Đây chính là gợi ý mà tổ tiên đã để lại cho ta. Các bạn ơi, hãy cùng nhau giải mật mã này để giúp nhà thám hiểm mở được ổ khóa này nào. 15 giây bắt đầu. Đây là một số có 3 chữ số. 682. 682. Chưa chính xác. Sai sai nha. Bắt sai, sai. Mời đội Vi dạ. Dạ, 912. Chính xác. Em giải như thế nào ra 912 nhờ? Thì đầu tiên mình đọc hết 4 gợi ý thì mình phải biết cái quan trọng nhất là cái cuối cùng. Tức là nó để lộ hết 3 số cho mình là nó sẽ có số 1, số 2 và số 9. Nhưng mà nó sai vị trí hết. Từ đó mình tìm ra vị trí của nó bằng 3 câu trên. Một số đúng nhưng sai vị trí, mình đã biết là trong 3 số đó chắc chắn có số 1. Vậy thì số 1 sai vị trí, vậy số 1 chỉ có thể ở hai cái đầu thôi. Mình đọc cái số 3 trước là một số đúng tại đúng vị trí. Mà mình biết số 2 là số đúng rồi cho nên chắc chắn số 2 ở cuối. Tiếp theo là hai số đúng nhưng sai vị trí, tức là số 9 và số 2 sẽ không ở đó. Và số 1 thì chỉ có thể vị trí số 2 thôi. Hay quá. Rất thông minh, trả lời lưu loát, không có gì bàn cãi. Chúng ta cùng đến với clip giải thích dành cho bé. Với dãy số đầu tiên là 641, chỉ có một số đúng nhưng lại sai vị trí. Còn với dãy số thứ hai là 129, không có gì sai cả, chỉ sai vị trí. Từ đây ta thấy ba số mà chúng ta cần tìm sẽ là 129. Dãy số thứ ba là 682, chỉ có một số đứng đúng vị trí. Và trong 3 số 1, 2, 9 chỉ có số 2 xuất hiện. Vậy số mà nhà thám hiểm cần nhập vào ổ khóa là 9, 1, 2. Hay quá. Như vậy là đội của bé Quỳnh nhận được 1.600 điểm đầu tiên. Chúc mừng em. Yeah. Và vì em đúng nên em được đi tiếp. Thôi chị chọn đi. Bây giờ chị chọn hay chị chọn số 2? Chúng ta đến với câu hỏi số 2. Các bạn hãy sắp xếp các triều đại phong kiến Việt Nam theo thứ tự thời gian từ năm 939 đến năm 1400. Hãy có 3 phương án. Phương án A, Ngô, Đinh, Tiền, Lê, Lý, Trần. Phương án B, Ngô, Đinh, Lý, Tiền, Lê, Trần. Phương án C,
Đinh, Ngô, Tiền Lê, Lý, Trần. Câu A. Câu A. Câu A. Cùng xếp đáp án nhé. Sau 1.000 năm Bắc thuộc, với chiến thắng Bạch Đằng năm 938, nhà nước Việt Nam độc lập đầu tiên ra đời, mở màn cho kỷ nguyên độc lập dân tộc của nước ta từ năm 939. Trải qua các triều đại từ Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, nhà Ngô đã chọn Cổ Loa làm kinh đô. Như vậy, phương án A là đáp án chính xác. Anh Thành chúc mừng Giang được 1.600 điểm tiếp theo. Đã chọn tiếp nào. Dạ, câu số 1. Câu số 1. Tất cả dân làng nghe đây. Vua nghe nói trong làng có một cậu bé thông minh xuất chúng. Này, vua muốn thử tài. Trong 15 giây, đố cậu bé có thể phân biệt được đâu là quả trứng mới, đâu là quả trứng cũ. Nếu không làm được, cả làng sẽ phải chịu tội. Có không tôi? Mọi người chỉ việc chuẩn bị cho con ly nước, còn những chuyện còn lại á cứ để con lo. Đối các bạn, với ly nước này và quả trứng, cậu bé của chúng ta đã dùng cách nào để phân biệt quả trứng mới nhất? Làm sao phân biệt cái trứng mới nhất nhỉ? Thì thả các quả trứng vô cái ly thì quả trứng mới nó sẽ còn không khí ở trong, nó sẽ nổi lên. Em nghĩ vậy. Mình xem clip nào. Sau đây là cách cậu bé thông minh đã kiểm tra được quả trứng mới nhất. Ở đây thầy đã chuẩn bị 3 bình nước và một số quả trứng. Các em hãy cùng thầy kiểm tra quả trứng mới nhất. Nếu quả trứng chìm xuống và nằm dưới đáy cốc theo phương nằm ngang thì quả trứng đó vẫn còn tươi và các em hãy yên tâm sử dụng quả trứng đó nhé. Và đây là quả trứng thứ hai. Các em hãy quan sát xem điều gì sẽ xảy ra đối với quả trứng này. Nếu quả trứng từ từ chìm xuống và nằm dưới đáy cốc theo phương thẳng đứng hay nằm xéo thì quả trứng đó không tươi và nên sử dụng ngay. Vậy điều gì sẽ xảy ra với quả trứng thứ ba? Nếu quả trứng không chìm xuống mà nằm lơ lửng giữa đáy cốc hay nổi hẳn lên bề mặt nước thì quả trứng đó đã bị hỏng và không nên ăn quả trứng này. Trứng nổi là do khí sinh ra từ các chất hữu cơ trong quá trình phân hủy nằm bên trong quả trứng. Mức độ trứng nổi càng cho thấy độ biến chất và phân hủy cao, càng không nên ăn quả trứng này. Đó là cách cậu bé thông minh đã kiểm tra được quả trứng mới nhất, bởi vì quả trứng đã chìm xuống đáy cốc và nằm theo phương nằm ngang. Như vậy là không chính xác rồi nha. Giờ câu hỏi thuộc về Tina nha, mình đến với câu số 4 nè. Trời đất ơi, bạn đang làm gì vậy? Cũng mấy hạt dẻ của mình mà tự nhiên các bạn la làng lên vậy? Tảng băng đang trôi ngoài biển đó. Tảng băng đang trôi ngoài biển thì kệ tảng băng chứ, nhưng mà cái này là của mình. Bạn mà rút cái hạt dẻ này ra là tảng băng nó sẽ bể. Ủa thì sao? Mà tảng băng bể á là tảng băng sẽ chìm. Rồi tụi mình sẽ chìm theo tảng băng xuống dưới biển luôn đó. Bạn bị điên rồi. Tảng băng nào mà chìm. Đừng. Đố các bạn tại sao băng có thể nổi trên mặt nước? Nghĩa là nhiệt độ của băng sẽ thấp hơn nhiệt độ của nước. Nó lạnh hơn mặt nước thì nó sẽ nổi lên. Bây giờ mình coi đáp án nha, bắt đầu. Các bạn biết không, nước có một đặc tính rất đặc biệt. Khi nhiệt độ trên 4 độ C, nước có đặc tính như mọi vật bình thường, nghĩa là nóng nở và lạnh co. Nhưng khi nhiệt độ dưới 4 độ C, đặc tính của nước ngược lại, nghĩa là lạnh nở và nóng co. Vì vậy, cùng một lượng nước khi kết thành băng thì thể tích của nó sẽ giãn nở, mà thể tích của băng tăng nên khối lượng riêng của băng giảm so với nước thường. Vì thế, băng có thể nổi trên nước. Như vậy là giải thích về nhiệt độ của bé là đúng quý vị. Nhưng mà thế này là mình nói một câu công bằng ra thì bé của chị hiện nay đang nói về được đúng cái nhiệt độ thôi. Mà chưa giải thích được là tại sao nó nổi. Câu này thì hai bé không ai được điểm cả. Như vậy là sau vòng 2 thì điểm của đội Tina là được 600 điểm và đội của Hoàng Diễm Quỳnh là được 3.200 điểm. Chúng ta sẽ tạm kết lại vòng 2 ở đây. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn sẽ đến với những câu chuyện xung quanh thế giới của hai bạn nhỏ này để xem là có những vấn đề gì. Chúng tôi sẽ trở lại sau vài phút giải lao.
Quý vị và các bạn đã trở lại với tụi Teen. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một vở kịch ngắn. Có thể nói đúng hơn đây là một cái tình huống để gợi ra cho chúng ta cái câu chuyện mà hiện nay hai bé đang mắc phải. Sao giờ này mẹ chưa tới ta? Trễ 30 phút rồi. Chán ghê luôn á. Kỳ vậy? Tại tôi thích thôi. Xin lỗi nha, tôi hay gặp biến thái á. Tôi liệu, bà thông cảm cho tôi. Bà mặc vậy á, mẹ bà không la hả? Không, mẹ tôi á luôn ủng hộ tôi. Lúc nào á cũng cho con cái tự do để phát triển hết. Thích quá à. Bà thì được mẹ lo lắng, còn tôi thì lo ngược lại cho mẹ. Ủa, mẹ bà là người lớn mà bà phải lo cái gì? Ôi, mẹ tôi hay quên lắm. Nay nè, dắt tôi đi học võ. Vậy mà 30 phút rồi chưa tới luôn, chờ hoài luôn á. Tôi thắc mắc là bà nữ tính vậy mà đi học võ làm chi? Phải học chứ. Bữa tôi gặp biến thái trong thân máy nè. Ủa, nó bị vừa nhìn tôi thôi nha. Tôi sợ muốn chết. Bây giờ mẹ tạo điều kiện thì tôi phải học. Tôi phải học võ thật là giỏi để tôi múc tụi nó, không cho tụi nó quấy rối tôi nữa. Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ ngồi ở đây đợi mẹ bà cho bà đỡ sợ nha. Cảm ơn nha. Ủa xem gì vậy? Đang ôn bài. Ủa, sách vở đâu ôn bài? Tôi đang ôm trên này nè. Ôm bài trên đó. Ủa, bà đang xem livestream mà. Ôm bài cái gì? À, cái này là tính năng đặc biệt của ứng dụng học tập Kiến Guru. Nhấp vào cái biểu tượng livestream này nè, hàng tuần sẽ có câu hỏi. Hình như tuần này là câu hỏi về môn kỹ năng sống á. Có cái câu hỏi này hợp với bà lắm luôn á. Nào, em nên làm gì khi bị kẻ xấu động chạm khiến mình cảm thấy không thoải mái? D chắc luôn. Bấm D cho tôi. Đáp án của câu hỏi này là đáp án D. Đúng rồi đó chưa? Giỏi mà. Bà trả lời đúng được một câu rồi. Trong khi chờ mẹ bà tới trả lời đúng được 9 câu nữa là có phần thưởng luôn đó. Vừa học mà vừa có phần thưởng luôn. Ôi đã vậy. Cái ứng dụng này hay lắm nha. Không chỉ biết được những kiến thức ở trong nhà trường mà còn biết thêm về kỹ năng sống nữa. Ghê không, ghê không? Hả? Tải tôi á. Ok. Ứng dụng này đúng là học vui học chất. Thực ra thì sau khi xem cái tình huống thì con thấy mình ở trong đó. Là bữa đó con đi quay về rất là tối. Và lúc đó là con đang ở trong thang máy nhà của con. Thì có một cái chú cũng đi vào thang máy. Cái xong lúc mà con đi ra thì chú là lại kiểu quay qua kêu xong cái là em ơi, em ơi em đẹp quá. Trời, con gọi cho mẹ con nó cái comment nó là mẹ ơi con đang sắp lên rồi nha, con sắp lên đó, mẹ ra mẹ mở cửa cho con nha, mẹ nhớ là mẹ ra mẹ mở cửa cho con nha. Xong cái là chạy một mạch vô trong nhà luôn, sợ quá trời luôn. Cái điều đó xảy ra thường xuyên không? Dạ con thì cũng thường xuyên nhưng mà người ta chỉ là nhìn mình thôi. Còn người bạn của con chạy xe đạp, có một người đàn ông chạy song song và bạn đó và đụng chạm vào những cái bộ phận nhạy cảm của bạn đó và chạy đi mất. Cái xong là bạn đó bị hoảng sợ, bạn đó bị té xe luôn. Về bạn đó nói với gia đình, xong rồi bạn đó là bạn đó kể với lại tụi con. Con dành lời khuyên gì cho bạn sau cái lần mà bạn kể con nghe?
Nếu mà như vậy thì mốt là nhờ người thân chở đi đi, hoặc là mình cầm, mình có những cái vật dụng mà để con gái có thể giữ lấy trong người, như là xịt cây hay là một cái nón chẳng hạn. Mình có một cái gì đó mình cầm trên tay mình sẽ cảm thấy bớt sợ hơn. Dạ đi. Em có gặp những trường hợp nào tương tự vậy không? Đã từng bị là em chạy xe đi diễn. Thì trên cái đường đi thì mình thấy có một cái anh kia, ảnh đi chiếc xe SH. Đi càng gần em thì bắt đầu buông ra những cái lời khó nghe. Đó, và cái cách xử trí của em lúc đó là em hét lớn lên. Em dừng xe lại và em hét lớn lên. Xong rồi cái tự động cái người đó họ thấy cái phản ứng mình như vậy là họ bỏ chạy. Bởi vì họ biết nếu như mà họ vẫn tiếp tục như vậy thì em có thể làm những cái khác hơn nữa. Mà phải nhiều người nha, chứ một hai người cũng không nên nha. Chúng ta la lên, la lên để gây sự chú ý, để người ta giúp đỡ cho mình. Và phải la và nói ngay cái nội dung mà mình đang bị. Hồi xưa chị Quỳnh Đức lúc mà còn đi học á, cũng gặp phải cái trường hợp này. Thì trong một lần đi học cùng với bạn á, đang chở đi thì chị Đức ngồi sau thấy như vậy, một cái người đàn ông chạy mà lại dở cái nơi nhạy cảm ra như vậy. Chị Đức sợ cứ dúi, ghê quá sao vậy. Cái chị mới hỏi gì vậy, cái bên cạnh kìa. Thì cái người kia nhìn qua một cái là cái chị đó cố giữ bình tĩnh nói: thế ghê quá à, có gì đẹp đẽ đâu, dẹp đi, cái gì đẹp đẽ đâu, biến đi chỗ khác đi. Là cố gắng la cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy cái điều đó, và cái người kia bị sợ và chạy đi. Cho nên đầu tiên á, chúng ta phải cố gắng mình giữ được cái bình tĩnh trước cái đã, đó là cái điều đầu tiên. Rồi mình phải từ lúc đó mình phán đoán xem xung quanh á có cái điều gì mà mình cảm thấy thuận lợi nhất, thì lúc đó mình mới tận dụng. Cái điều đó rất là quan trọng. Em có một cái kinh nghiệm dành cho mấy bạn nữ khi mà đi thang máy nha. Bản thân em khi mà em chuẩn bị lên thang máy mà em mở thang máy ra em thấy có một người đàn ông đứng đó là em không đi. Chính xác. Dạ, em để cho anh ta đi, em đi sau. Đúng. Trong thang máy lúc nào cũng có một cái nút chuông khẩn cấp bảo vệ luôn ngồi ngoài. Mình thấy mình đứng gần đó, mình để sẵn tay, nếu mà có chuyện gì mình bấm liền. Cái người kia có tấn công thì mình vẫn đủ cái thời gian, nếu mà ở ngoài kia có cái gì mình trò chuyện liền: cứu cứu tôi đang trong thang máy gì. Đó là cái câu chuyện mà đang gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh em. Tôi nói thiệt, nếu tệ nhất là trong trường hợp chúng ta bị nó làm một cái gì. Cho nên là mình có dạy với con là nếu như mà trường hợp mà con ở một mình mà bị một cái người đó, chỉ có hai người đối diện với nhau thôi, thì lúc đó là Na phải thật sự giống như Thành nói là bình tĩnh, thật là bình tĩnh và quan sát coi họ cần gì. Đừng có sợ gì hết á, cứ được coi thử họ đến với mình là gì, cứ lấy thật là can đảm, cứ để cho họ coi họ thử họ làm cái gì cho mình trước. Bắt đầu mình thật lấy can đảm và một cú sốc mạnh là mình la lên, đập một cái thiệt là mạnh và có chỗ mà nguy hiểm nhất. Chính mình xác. La làng lên là chạy, giục xe luôn, giục xe. Không mới quan trọng cái xe cộ gì đó. Cái điều đầu tiên là chúng ta đừng chống đối lại nó. Chính xác, không chống đối, không chống đối luôn. Chúng ta phải tạo cái cảm giác là mình không có khả năng tấn công. Đúng rồi. Nên chúng ta phải rất bình tĩnh trong những chuyện đó. Tại vì có những chuyện ở trong xã hội chúng ta không có cách nào mà ngăn ngừa nó 100%. Cái chúng ta đang học ở đây là cách mình đối phó với nó. Đó là một câu chuyện trước tiên là của bé Tina. Thế còn chuyện của bé Quỳnh là chuyện gì nhỉ? Thì ban nãy lúc mà con coi cái tiểu phẩm thì nó có gợi cho con nhớ đến là cái chuyện lúc đó là con đang định đi vô rửa tay. Thì lúc đó con đang định quẹo vô nhà vệ sinh nữ thì có một đứa nhỏ tầm lớp 6 hay lớp 7 gì thôi. Cái em đó nói là gì ta, sao như vậy mà lại đi qua nhà vệ sinh nữ, nhà vệ sinh nam bên kia kìa, đi lộn đường rồi. Lúc mà con mới cắt tóc thì ở trên lớp cũng chọc ghẹo kiểu như là mày con gái mày cắt vậy, mày định đi chuyển giới hả, mày có thấy xấu hổ cái giới tính mà mẹ mày sinh ra mày không, mấy cái lời như vậy. Thì đương nhiên là lúc đó nó cũng có chút khó chịu, đương nhiên là nó sẽ khó chịu, nhưng mà khó chịu hay tổn thương. Có lẽ là tổn thương một ít, nhưng mà dần dần thì con cũng sẽ học được cách mà kiểu như là người ta thích nói sao thì đó là chuyện của người ta. Mình sẽ sống vì hạnh phúc của mình chứ mình không sống vì niềm vui của người khác. Ai dạy con những điều này hay gì? Dạ, mẹ dạy với con đọc sách. Con làm chú ngạc nhiên về cái khả năng mà con đối diện một vấn đề. Và tại sao chị lại chỉ cho bé những cái điều này? Mình thì mình thấy cái chuyện đó rất là bình thường. Tại vì sinh con ra mình chỉ mong muốn con mình duy nhất, mình luôn luôn nói, mình ba đứa con mình luôn luôn nói làm người tử tế cho mẹ, làm người tốt cho mẹ. Tốt rồi như thế nào, con biết thương thân con biết thương mọi người xung quanh.
còn con sống như thế nào mà con cảm thấy là con còn biết ơn và con còn biết thương. Đó là hết. Chị có cho là con chị khác thường không? Không. Tại vì tới thời điểm hiện tại con mình nó chưa có một cái gì rung động hết. Và mình cũng theo mình hỏi, mẹ rất là bình thường. Con thời điểm này con có thể rung động với một bạn nữ hay một bạn nam là bởi vì người ta tốt và người ta làm cho con chạm tới một cái trái tim, một cái tình cảm, con cứ thương. Còn cái chuyện mà giới tính, từ từ mình tính. Thế em cảm thấy những gì mà em cảm thấy nó khác thì cứ chia sẻ thoải mái với em. Dạ thì lúc mà mới vô trường cấp 3 thì trường của em là bắt mặc áo dài mỗi ngày luôn. Thì ở đó là em đã cắt tóc ngắn rồi, mà trước khi đi học em còn cắt thêm một lần nữa, cho nên là nó rất là ngắn. Và lúc mặc cái áo dài vô thì nhìn nó kiểu nó không có hợp. Tại vì áo dài người ta phải để tóc dài, nói chung là nữ tính cái kiểu thì nó mới đẹp. Thì lúc đó em cũng nghĩ, cũng có cái suy nghĩ là ủa rồi, nguyên một rừng người ta mặc áo dài, rồi người ta tóc dài, người ta đẹp, dễ thương kiểu vậy, rồi mình đem cái tóc tém vô nó có sao không. Mà em nghĩ lại thì thôi mình thoải mái, mình sống với bản thân mình là được rồi. Hãy vui vẻ đón nhận điều đó, hãy thoải mái với nó. Mẹ em có một câu rất hay, hãy là người tử tế. Cái điều đó nó quan trọng hơn hết là nam hay là nữ, hay là thích nam hay là thích nữ, thích gì cũng được, sống tử tế mới khó, đúng không nào? Bây giờ thế này, sẽ có những cái câu chuyện mà tụi em cần chia sẻ với anh mà không muốn có mẹ ở đây, đúng không? Và có anh Đức với chị Dạ đây cùng nói chuyện với các em. Nên bây giờ xin mời hai mẹ trước tiên là tạm thời lánh mặt. Chúng ta sẽ có một cái phòng riêng và có một chuyên gia ngồi cùng lắng nghe câu chuyện với hai chị. Xin mời hai chị, xin cảm ơn. Quý vị và các bạn đã trở lại với tụi Teen. Nhìn hai đứa gì thôi chứ đứa này nó yếu đuối hơn, đứa này nó mạnh mẽ hơn. Đúng luôn. Thật ra thì đây không phải là những gì mà con thường ngày con sốt cho mọi người. Nếu mà nói đúng ra là từ nhỏ con không có thích mặc đầm. Mạnh mẽ. Bây giờ con muốn người ta nhìn con khác dạ, nên con mặc đầm. Trưởng thành hơn một xíu. Vậy câu hỏi là con thích cá tính hay thích dịu dàng? Dạ... con thích dịu dàng hơn. Vậy tại sao con phải cố gắng để trở thành cá tính? Dạ để mà bảo vệ mẹ mình. Thật ra thì từ lúc con còn nhỏ thì chỉ có một mình mẹ nuôi con thôi, cho nên là mẹ là người lo cho con từ nhỏ luôn, là mẹ luôn phải một mình chống đỡ từ bàn tay trắng nuôi con lên tới tận bây giờ. Mẹ con có bao giờ làm cho con bị thất vọng? Là có một cái khoảng thời gian là con với mẹ không nói chuyện với nhau. Hồi đó là cấp 2 là cái thời điểm con nhạy cảm nhất. Con gặp rất là nhiều chuyện trong trường, trong lớp. Nhưng mà lúc mà về nhà thì cái là mẹ đã diện đồ, mẹ nói là thôi nay mẹ đi chơi nha con. Mẹ đi chơi, tối khuya mình cũng ráng mình đợi mẹ mình về để mình nói chuyện. Xong cái mình gọi thì mẹ nói, mẹ đi chơi, con đừng có gọi nữa, con phiền quá. Thì những lúc đó là một đứa trẻ cấp 2 đang rất là cần sự chia sẻ. Cần sự chia sẻ thì lại bị, chỉ có tự ôm gối khóc và thiếp đi không? Cái đỉnh điểm cao nhất của cái vấn đề này là khi nào? Mẹ không đi chơi thì mẹ sẽ là ngọn thức tới sáng để mà chơi game. Có một bữa cái con nói là sao mẹ chơi hoài vậy, mẹ không lo cho con. Nên là cãi lộn với lộn, không biết sao cãi lộn đó, như là con bị buộc mẹ con hổn với mẹ. Là hai mẹ con ôm nhau khóc mà. Con nghĩ là đêm đó là cái đêm đỉnh điểm nhất. Thế sau đó mọi chuyện nó cân bằng lại như thế nào? Sau bữa đó thì mẹ con không đi chơi nhiều nữa, và mẹ
tự con với mẹ tự ngồi suy nghĩ với nhau mỗi người một phòng và chẳng hạn không nói chuyện với nhau tầm 2-3 ngày gì đó. Tới bây giờ con mới hiểu là mẹ con sinh con rất là sớm. Một cái cuộc hôn vận đổ vỡ và mẹ đã phải nuôi con từ lúc mà có thể nói là thanh xuân của mẹ là dành hết cho con. Mẹ nuôi con từ nhỏ đến lớn, đến lúc mà con đến cái độ tuổi đó thì mẹ đã... Mẹ không còn thanh xuân. Mẹ đã mất hết. Cho nên bây giờ mẹ... muốn tìm lại. Dạ. Trong câu chuyện này rất là khó để nói là ai là người sai nhiều hơn. Là bởi vì nếu như mỗi người có một cái góc nhìn thì họ luôn nhìn về cái góc của mình. Nên hai cái góc nhìn nó khác nhau, chứ không phải là vì chúng ta không thương nhau. Tại vì nếu không thương nhau, mẹ con sẽ không thay đổi và không có cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Dạ đi, em đã là mẹ của hai đứa con này đúng không? Có bao giờ một khoảnh khắc nào đó trong đời em tự gào lên là tại sao tôi phải sống vì quá nhiều thứ như vậy? Bản thân em là người rất là sợ sự cô đơn, cho nên là em cũng không bao giờ muốn là mình được một mình hết. Nhưng mà có thể là từ lúc có gia đình tới giờ thì em chưa bao giờ được là chính em, kiểu như là em chưa bao giờ có được những cái ngày mà có thể ngồi cà phê hay lê la ngồi với bạn bè em. Nhưng em có muốn không? Đôi khi em muốn. Và có một lần, và em nhớ hoài suốt cuộc đời, và không bao giờ, em hứa là em tự dặn với lòng là không bao giờ em để cho cái điều đó xảy ra nữa, là em đã từng đánh con. Lúc đó em mới có 23 tuổi thôi, là em đã hai đứa con rồi. Em không có suy nghĩ được gì nhiều. Và lúc đó thì em nhớ là em đi làm, một tay em ẵm con, một tay make up. Thì lúc đó Bánh Mì nó còn rất là nhỏ, nó mới 2 tuổi thôi. Và nó cứ khóc, nó không cho em đi làm. Mà nếu như thời điểm đó em không đi làm thì kinh tế không đủ lo cho con. Vậy không biết lúc đó em stress tới mức mà bên này con cũng khóc, đằng kia con cũng khóc, mà nó cứ không cho mẹ đi làm. Thì lúc đó em quá tức, và tự nhiên em tát Bánh Mì một cái. Tự nhiên nó đang khóc, một đứa nít 2 tuổi nó đang khóc, tự nhiên nó im bặt vậy nè, nó nhìn em. Và tự nhiên lúc đó là em ôm con em khóc luôn, ba mẹ con ôm nhau khóc. Và lúc đó là em cảm thấy là trời ơi, em sai rồi. Hình như là mình hơi bị thiếu trách nhiệm với con. Nghĩa là đáng lẽ là mình phải có một cuộc sống đầy đủ hơn, để khi mà con sinh ra nó không phải chịu những cái vất vả như vậy. Cho nên là cái điều đó nó cứ đấm rứt em hoài. Và đến thời điểm bây giờ em cứ nghĩ là thôi kệ, mình cứ dẹp bỏ những cái riêng của mình đi. Mình có gia đình rồi và có con rồi thì tất cả mọi thứ mình hãy dành cho con. Cho nên khi mà nghe cái tâm sự của bé, em cảm giác em sợ nó có bao giờ đến một lúc nào đó mình ở cái độ tuổi của mẹ bé mình lại có những cái suy nghĩ như vậy, và mình lại bất đồng quan điểm với con. Và mình muốn tìm lại cái thanh xuân của mình. Đúng rồi, em sợ vậy. Rồi, giờ tới Quỳnh nè. Nãy giờ chúng ta đang nói về cái cách con sắp trở thành ai đúng không? Thì cái khó khăn trong xác định mình là ai á, là do là có kiểu như là có quá nhiều những cái lời bàn tán của mọi người xung quanh. Thì giả sử mình nói là mình không quan tâm, nhưng mà thật sự là mình có nghe, mình sẽ có suy nghĩ về những cái lời đó. Giống như là hồi xưa thì tầm 5 năm trước gì á, là con muốn ăn chay, con muốn tập ăn chay trường. Tại vì nói chung là ăn chay nó cũng tốt cho cơ thể mình, với lại cái đó thì mẹ con cũng ủng hộ nấu cho con ăn này kia. Nhưng mà cái phản ứng của mọi người lúc đó phải gọi là kiểu như là họ sẽ suy nghĩ về cái việc đó, nó rất là một cái gì đó rất là kinh khủng. Mình không được sự đồng tình. Dạ. Mà không phải chỉ một việc ăn uống đơn giản không thôi, là từ ngoại hình rồi từ cách con học tập rồi cách con chọn này, cách con chọn cái kia. Học vẽ thì sao lại không thích học đánh đàn ca hát này kia mà học vẽ. Đôi khi con chỉ muốn chọn cái thứ mình thích thôi, thứ mình thích và mình nghĩ là tốt cho mình thôi. Nhưng mà cảm giác là những cái nó gay gắt, nó phản đối quá. M-
Bây giờ chú lại hỏi tiếp cô một câu là con muốn sống cho mọi người hay không? Hay con muốn sống cho riêng mình? Con không nghĩ là con là một người có thể sống mà sống trên cái hạnh phúc của người khác. Tại vì theo con cảm nhận và theo mẹ con đã từng dạy là nếu như mà con cảm thấy hạnh phúc thì con mới có thể đem lại hạnh phúc cho người khác được. Chính xác, bắt tay một cái cho câu này. Đức có gặp phải những trường hợp như là ba mẹ không hiểu mình như bạn? Riêng đối với câu chuyện của anh Đức thì có những lúc cái cảm xúc của mình nó hơi bị tồi tệ xíu. Nhưng xét cho cùng mình luôn luôn nhìn nhận mình là một người may mắn hơn những người khác rất rất nhiều. Và chính vì những điều đó thì là không có một cái cuộc cãi vã, hoặc cũng như là một lúc nào đó mình bộc phát lên, mình đòi hỏi một cái gì cho chính cá nhân của mình cả. Không dám hay không muốn? Cũng có, chứ không phải không. Cũng không phải là không dám nữa. Chẳng hạn như có một câu chuyện vui bây giờ nhắc lại, hay câu chuyện của anh Đức và Trấn Thành ngày xưa. Có lần anh Đức nói là ba ơi mua cho con cái đồng hồ. Lúc đó Trấn Thành có một cái đồng hồ rất là xịn nha, đi học đeo một cái đồng hồ Movado một hộp, đúng không? Về nói ba mua cho con cái đồng hồ. Cái nói sao vậy? Nói con đi học con coi giờ. Ba mới nói là chứ không phải đua đòi theo bạn hả? Không, nói thiệt, con thiệt sự con chỉ muốn coi giờ thôi. Nói đúng là chỉ muốn coi giờ thôi đúng không? Nói dạ đúng rồi. Đồng hồ treo tường nhà thiếu gì, gỡ cái bỏ vô cặp đem vô trường coi giờ. Cái chuyện này mà tôi lấy ra tôi thi MC mà tôi đậu giải ba cái đợt năm đó đó. Thiệt, nói ba nói đúng rồi, cãi gì. Lúc đó mình thấy bạn bè mình có, mình cũng muốn có vậy, nhưng mà có ba nghĩa nói là đúng. Trong cái tư duy của mỗi người lúc đó nó có một cái định nghĩa riêng. Gia đình em có hạnh phúc không Quỳnh? Dạ, theo em thì cũng được coi là hạnh phúc và em cảm thấy là may mắn, bởi vì cũng là một gia đình hạnh phúc hơn, em biết là hạnh phúc hơn rất là nhiều người. Thì gia đình em thì có mẹ với em với một đứa em trai. Một đứa em trai còn lại thì đang sống với đâu? Bố. Dạ, ly hôn rồi. Bây giờ lại hỏi tiếp là thế tại sao gia đình em ly hôn mà em lại nói rằng là hạnh phúc hơn những gia đình khác? Tại vì em cảm thấy là cái gia đình hiện tại của em với cái gia đình hiện tại của em có thể là nó không phải là một cái gia đình mà lý tưởng. Nhưng mà em cảm thấy là như vậy là đủ rồi, như vậy là đã đủ hạnh phúc. Và em cảm thấy là cái gia đình hiện tại là hạnh phúc hơn trước kia rất là nhiều rồi. Em thoải mái khi bố mẹ sống như vậy đúng không? Dạ, em cảm thấy như vậy cũng là tốt hơn cho hai bên. Thà rằng mình sống một mình nhưng mà mình hạnh phúc còn hơn là mình cố gắng cưỡng ép bản thân để sống cho hạnh phúc của một người khác mà nó lại làm mình đau khổ. Mẹ có nghĩ rằng là cái quyết định buông tay của mẹ là Quỳnh đã tác động cực kỳ lớn không? Quỳnh ép. Nhưng ly hôn nó không thuộc về phạm trù đạo đức, nó thuộc về giải pháp. Người lớn nghĩ rằng là chúng ta giữ một cái gia đình đầy đủ về số lượng người, đó là một sự hạnh phúc với các con. Nhưng thực sự em nghĩ các con có chính kiến, có quan điểm, có trải nghiệm cuộc sống riêng, và tự các con định nghĩa và hạnh phúc một cách rất khác. Nó không đơn giản như chúng ta nghĩ. Anh thấy cái cách nhìn nhận của em về cái câu chuyện gia đình em nó cực kỳ trưởng thành và nhìn nhận một cách văn minh. Em luôn nghĩ cho những thành viên khác trong gia đình em có một cái góc độ nào đó tích cực, và anh hy vọng là em sẽ mãi giữ những cái suy nghĩ đó. Bây giờ thì thưa quý vị, từ nãy giờ chúng ta nghe câu chuyện của hai bạn nhỏ, và tôi vô cùng cảm động là ngày hôm nay hai bạn nhỏ của tôi quá là trưởng thành. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại hai người mẹ để có thể chia sẻ nhiều hơn nhé. Xin mời. Quý vị và các bạn đã trở lại với tụi Teen. Ở đây vô tình tôi có hai lá thư các chị ạ. Tụi nó viết
trước khi tụi nó tham gia cái chương trình, mình có sẵn sàng để nghe lá thư của hai đứa con chưa nhỉ? Ok. Chúng ta cùng lắng nghe lá thư của bạn Tina dành cho mẹ mình nhé. Gửi mẹ. Thông qua chương trình thì mẹ con mình sẽ hiểu nhau hơn mẹ nhỉ. Con không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu con viết thư gửi cho mẹ rồi. Từ nhỏ đến lớn thì chỉ có mẹ với con nương tựa nhau mà sống thôi. Nên việc gì con với mẹ cũng kể cho nhau nghe. Nếu mà có một việc mà con muốn làm với mẹ nhất là lúc 30 tuổi, thì con mong muốn rằng chúng ta sẽ có thể hoàn thành được việc đi du lịch vòng quanh thế giới mà con với mẹ đã từng to nhỏ tâm sự. Mình sẽ gác hết công việc, lịch trình và dành thời gian cho nhau. Không biết chừng sẽ có một sự hiện diện của người yêu thương của con hoặc của mẹ. Và con mong mẹ sẽ sống thật vui. Hãy cứ tận hưởng cuộc sống của riêng mình mẹ nhé. À, nhớ dành thời gian cho con nữa nha. Love you 3000. Con thấy mấy năm qua là mẹ sửa lỗi đúng không? Mẹ có tiến bộ đúng không? Với là mẹ có tiến bộ thì nó cũng là một cái quá trình không có đơn giản. Vì mẹ rất là cứng. Cứng ở đây là cứng đầu, mạnh mẽ. Ít có khi nào mà nó tiến xin lỗi Na lắm. Tại vì mẹ nghĩ là mẹ có quyền điều đó. Mẹ có chương trình, mẹ có quyền thì kỳ quá, xấu quá. So sorry. I'm sorry. Mà ít nhất con biết được con là cuộc đời của mẹ, con là hơi thở của mẹ, là những gì mà mẹ cho con ngày hôm nay mẹ rất là cố gắng. Sau cùng, cho cùng một chân nữa, mẹ rất là may mắn khi mẹ có con. I love you. Xấu hổ quá thì xin mời gia đình thứ hai. Một kỷ niệm vào ngày 20 một kỷ niệm vào ngày 28 tháng 10 năm 2019. Gửi mẹ yêu, con từng đọc được năm con người ta 30 tuổi là năm đánh dấu một cái mốc đặc biệt của cuộc đời. Tuy mẹ luôn dạy con rằng là hãy sống với hiện tại, nhưng mà hôm nay con muốn kể cho mẹ nghe về những điều con muốn mẹ và con cùng làm ở năm 30 tuổi. Khi ấy hẳn là mẹ cũng gần chạm đến mốc 60 rồi. Nhưng con mong rằng tất cả chúng ta có thể hãy cùng đi du lịch, có thể là trong nước hoặc ngoài nước cũng được, nhưng vui và cùng nhau là được. Con cũng muốn mẹ cùng tham gia với con một khóa học vẽ để mẹ có thể hiểu được niềm vui và cảm nhận tuyệt vời của con. Con mong rằng khi ấy mẹ có thể cùng con tận hưởng một chút cảm giác vui vẻ khi con chơi game mẹ nhé. Con cũng sẽ sẵn sàng đi nhà sách chụp hình với mẹ. Con sẽ dành thời gian cho mẹ thiệt nhiều vì con yêu mẹ nhiều lắm. Con yêu của mẹ. Cái người viết lá thư này cho tôi thấy là dù có trưởng thành hơn cái độ tuổi của mình, nhưng cái người viết lá thư cũng là một đứa trẻ. Nhưng mà chắc chắn mẹ sẽ cũng có lời hứa gì đó với con sau chương trình nha. Cũng thử một lần chia sẻ đi nào. Cách đây khoảng một năm là mình đã nhận ra được điều đó. Mình đang làm ba công việc, mình giảm lại còn hai. Và tới thời điểm này thì mình chỉ giảm lại còn một. Bởi vì Quỳnh nó không giống như những đứa trẻ khác. Và đứa em trai cũng vậy, không đòi hỏi vật chất nhiều. Và mẹ quyết định là mình cứ ở một cái chung cư bé đó, nhưng mà mẹ sẽ có thời gian cho các con. Mẹ yêu con. Thank you.
chỉ giữ cái lá thư này làm kỷ niệm nha. Biết đâu nhiều năm sau đó chúng ta sẽ đọc lại. Hôm nay rất là cảm ơn Lâm Vĩ Dạ và anh Đức đã đến đây với chương trình và chia sẻ những cái câu chuyện riêng của mình để cho các bé cảm thấy rằng mình không cô đơn. Ngày hôm nay phải nói là rất may mắn khi được ngồi ở đây. Ban đầu cứ nghĩ là mình đến đây mình mang thêm được những cái sự góp ý của mình, những cái nhìn nhận của mình. Nhưng thật sự là suốt một chương trình từ nãy tới giờ thấy rằng các bé bây giờ đã có những cái suy nghĩ rất là hay, rất văn minh. Mà qua đó thì anh Đức còn có được cho mình thêm những cái câu chuyện, những cái chia sẻ rất là đáng quý. Và cũng như là mình rút kinh nghiệm được cho bản thân mình sau này. Hy vọng là sau này mẹ con của những khách mời ngày hôm nay sẽ có thể hiểu nhau hơn, có thể chia sẻ được tất cả những niềm vui và nỗi buồn với nhau. Và đối với em thì em chỉ có thể nói một câu là có mẹ là nhất rồi. Hy vọng là tất cả chúng ta hãy dành thời gian cho nhau một tí. Khi chúng ta mất nó rồi á, chúng ta tìm lại không bao giờ có. Nên nếu có yêu tôi thì hãy yêu ngay bây giờ. Bài hát nó cũng có viết sẵn cho chúng ta như vậy. Và chúng tôi ở đây có hai cái kỷ niệm chương. Và hai bạn nhỏ sẽ được tặng một năm sử dụng miễn phí trên ứng dụng học tập của Kiến Guru. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình do Đài Truyền Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Và xin được cảm ơn đơn vị tài trợ chính của chương trình, đó là ứng dụng học tập Kiến Guru. Hy vọng là chúng ta sẽ có được thật nhiều những câu chuyện thú vị hơn nữa vào thứ Bảy tuần sau trên HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vĩ Dạ, dạ, em dạ, dạ, dạ. Em chào cho Vĩ Dạ nè. Ủa gì vậy? Có mục tiêu chọi đã đó. Về nói ba mua cho con cái đồng hồ. Cái nói sao vậy? Nói con đi học con coi giờ. Đồng hồ treo tường nhà thiếu gì? Gỡ cái bỏ vô cặp đem vô trường coi giờ.